Công an bắt 6 nông dân giữ đất ở Văn Giang. Vào lúc sáng ngày Chủ nhật 25 tháng 1 vừa qua, một lực lượng cảnh sát đủ loại đã bao vây xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, bắt đi 6 người nông dân. Theo một nguồn tin cho biết, thì chỉ đạo vụ bắt giữ lần này có hẳn một thiếu tướng và một trung tướng từ Bộ Công an trực tiếp chỉ huy. 6 người nông dân bị bắt đi vì không đồng ý nhận tiền từ dự án khu đô thị Eco Park. Từ lúc tờ mờ sáng, rất đông công an đã lập chốt tại ba xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao. Nhiều số điện thoại di động bị cắt tín hiệu tại thời điểm bắt người. Người ta nghe thấy có tiếng súng bắn chỉ thiên khi vào bắt người, trong lúc dàn loa của xã phát thông điệp nghiêm cấm người dân ba xã qua lại. Hiện nay, người dân Văn Giang vô cùng phẫn nộ. Việc công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 6 người của xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, nhưng không hề có giấy tờ liên quan tới bắt giữ. Tính cho đến nay thì gần 40 người đã bị bắt vì đứng lên bảo vệ mảnh đất của cha ông ngàn đời để lại. Điều này cho thấy là chính quyền đang dùng nhà tù, bạo lực để khủng bố nhằm cướp hết tư liệu sản xuất của nhân dân. Được biết, huyện Văn Giang Hưng Yên nổi tiếng với vụ cưỡng chế đất năm 2012. Trong vụ cưỡng chế vào ngày 24 tháng 4 năm 2012, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động, công an các loại để đối đầu với 700 người nông dân giữ đất. Cảnh sát sử dụng đạn nổ, hơi cay để đẩy lùi người dân, đồng thời đánh đập một số người dân, trong đó có hai phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV.